Những ngày này, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang chung sức đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh sự ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, tại thành phố Thủ Dầu Một đã xuất hiện những tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức cá nhân, góp phần động viên chia sẻ kịp thời những người dân gặp khó khăn trong mùa dịch, tô thắm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Đó chính là sự lan tỏa hành động thiện nguyện kịp thời giúp đỡ hỗ trợ người dân sinh sống trong khu vực bị phong tỏa vượt qua mùa dịch. Dù ít dù nhiều thì nghĩa tình cao đẹp đó được đông đảo người dân trong và ngoài thành phố Thủ Dầu Một hưởng ứng một cách nhiệt tình. Những tấm lòng nhân ái đã đóng góp sức người sức của, những lời động viên dành tặng người dân sinh sống trong khu vực bị phong tỏa sẽ chia từng bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp đỡ mọi người cùng vượt qua khó khăn mùa dịch. Những ngày cuối năm vừa qua, khi nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới, thì dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát ở một số tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh đang sinh sống và học tập trên địa bàn. Thành phố đã tiến hành thực hiện phong tỏa một số khu phố của phường Phú Hòa với gần 2.400 hộ dân trên 8.800 người. Tuy bị ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, nhất là trong thời điểm Tết đến xuân về, nhưng người dân trong khu vực phong tỏa đều đồng thuận chấp nhận để chung tay cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian thực hiện cách ly, phong tỏa ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. Những câu chuyện cảm động, hào sảng, gian tay đầm bọc sẽ chia giúp đỡ người dân trong khu vực bị phong tỏa ở phường Phú Hòa đã lan tỏa, nhắc chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài thành phố đã tự nguyện cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí, nhu yếu phẩm, vật chất thiết thực giúp đỡ đồng bào. Khi có cái thông tin dịch bệnh xảy ra ở phường Phú Hòa, thì BIDV Bình Dương đã lập tức quyên góp từ cái tiền của cán bộ công viên để mua những cái phần quà nhu yếu phẩm để trao tặng cho những cái bà con đang bị cách ly trong khu vực phường Phú Hòa, là cũng là một phần để hỗ trợ cho những người trong khu cách ly để có trang trải trong những cái ngày mà khó khăn, đồng thời cùng chính quyền địa phương chung sức để ra sức phòng chống cái dịch COVID này. Những suất cơm, những ly trà sữa, ly kem, ly cà phê hay những chiếc xe chở đầy rau củ quả, mì gói, gạo, lương khô được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, công ty chở đến khu vực phong tỏa để phân phát cho nhân dân. Đặc biệt là cây ATM gạo đã được lắp đặt ngay trước cổng hàng rào phong tỏa để cung cấp gạo miễn phí. Người dân chỉ cần ấn nút trên máy, gạo sẽ chảy ra, mỗi lần được khoảng 3 kg. Ý tưởng này vừa giúp cho những người lao động nghèo có cái ăn trong lúc khó khăn, phải ở trong khu vực phong tỏa mà vẫn bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Cây ATM gạo này không chỉ luôn tuôn trào gạo mà còn tràn đầy cả lòng nhân ái, khi ngày càng có nhiều tấm lòng thảo thơm mang gạo đến cùng chung sức, đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vùng bị phong tỏa vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy không lớn nhưng đã gửi gắm nhiều tình cảm, sự động viên đối với những người sinh sống trong khu vực bị cách ly cùng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Trong những ngày giáp Tết, những món ăn mang đậm hương vị ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, những chậu hoa vạn thọ, những trái dưa hấu, bánh mứt đã được các nhà hảo tâm đem đến trao cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, để ai ai cũng có Tết dù đang sống trong vùng phong tỏa. Những hành động nhân văn của người dân đất thủ và những người dân đang sinh sống ở các tỉnh thành khác đã khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Những khó khăn khốc liệt trong cuộc chiến chống dịch được xoa dịu bởi sự yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, thắp lên niềm tin, sự ấm áp tình người. Địa phương đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm của tất cả các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp cũng như là cá nhân trên địa bàn phường Phú Hòa cũng như thành phố Thủ Dầu Một và các địa bàn lân cận đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì đã một phần nào giúp cho địa phương đảm bảo được cái nhu cầu thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết cho tất cả các hộ dân trong khu vực bị cách ly. Thì trong thời gian tới thì địa phương cũng rất mong nhận được, tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ
của các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp để mà cùng với địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh đạt cái hiệu quả cao nhất. Với những chương trình thiện nguyện, hy vọng đem đến cho mọi người lòng tin vào cộng đồng. Trong khó khăn hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhường cơm xẻ áo, đùm bọc lẫn nhau của người dân đất thủ, như tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để toàn dân chung sức chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Dẫu con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự sẻ chia đùm bọc của nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Mùa xuân mới sắp về, trong cái không khí tấp nập, nhộn nhịp của những ngày cuối năm, nhà nhà đang bận rộn chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Tuy phải tập trung huy động lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng thành phố Thủ Dầu Một vẫn đang tiến hành công tác trang hoàng đường phố đón chào mùa xuân. Cùng với tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm âm lịch, hơi thở của Tết cổ truyền đã gần kề. Công việc trang trí đường phố, chuẩn bị đường hoa tại khu vực công viên Bạch Đằng được chuẩn bị tấp nập. Vỉa hè một số con đường chính cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt là các nơi công cộng như công sở, trường học được chú ý thực hiện triệt để hơn. Trên nhiều con đường chính, đèn hoa đã bắt đầu được những nhóm công nhân âm thầm kết giăng nhằm chuẩn bị cho thời khắc tống cự nghinh tân. Trên nhiều tuyến đường của thành phố đã được trang hoàng, hàng loạt cờ hoa, băng rôn, bảng hiệu rực rỡ. Đô thị Thủ Dầu Một đã được trang trí tươi mới, hoa xuân đua nhau sắc màu, hệ thống ánh sáng, cây xanh, đường phố rộn ràng khắp nơi, làm cho thành phố càng thêm tưng bừng lung linh. Tất cả khiến cho bộ mặt đô thị trở nên đẹp hơn và cuốn hút hơn. Công tác trang trí đường phố đón xuân đã được thành phố triển khai đến các ngành, phân công cụ thể các phần việc liên quan để thống nhất đi đến cách làm hiệu quả, thuận lợi và an toàn tiết kiệm. Các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, trong đó có trang trí đường phố đón năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, còn góp phần giới thiệu về thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự của vùng đất thủ. Tất cả nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Điểm nổi bật năm nay là khu vực đường hoa tại công viên Bạch Đằng đã khắc họa một Thủ Dầu Một hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn nét văn hóa truyền thống thành phố với những điểm nhấn là thành phố xanh, thân thiện, nghĩa tình. Cổng chào đường Hoa Xuân, Chúc Xuân, Hồn Tết Việt cũng như nhóm linh vật của năm Tân Sửu đã làm nổi bật cả một góc đường. Công tác trang trí đường phố khu vực Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu cũng đã được cộng đồng người Hoa thực hiện. Dù năm nay, do dịch bệnh COVID-19, không tổ chức mở cửa đón khách và các hoạt động lễ hội rằm tháng Giêng, nhưng các con đường xung quanh khu vực Chùa Bà Thiên Hậu vẫn được trang hoàng từ trước đó. Được biết, các hạng mục trang trí tạo điểm nhấn cho thành phố với khoảng 1.000 lá cờ, hơn 30 tấm băng rôn tại các vị trí giao lộ, trang trí đèn, họa tiết đẹp tại các tuyến đường nội ô cũng đã được thực hiện cho kịp tiến độ chung đề ra. Ngoài ra, các văn phòng ban điều hành khu phố cũng đã trang hoàng cờ hoa rực rỡ đón mùa xuân mới. Trong từng con hẻm, khu dân cư, người dân cũng đang rộn ràng chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đồ dùng, với mong ước một năm ngập tràn hạnh phúc. Không khí xuân đã ngập tràn khắp các con đường ở thành phố, lòng người cũng náo nức, tình người thêm gần gũi. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành thành phố Thủ Dầu Một cũng đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà, động viên chia sẻ đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công cách mạng, gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ, người già neo đơn, thanh niên công nhân khó khăn. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đùm bọc, cũng như công tác an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống nhân dân, để mang đến một cái Tết sum vầy và hạnh phúc. Đi trên những con đường phố trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một những ngày này, mới thấy hết được sự tươi mới của một mùa xuân đang về. Phố phường dường như tấp nập hơn, lòng người dường như cũng thấy vui hơn.
khi đường phố, vỉa hè rộng thoáng, sạch đẹp, văn minh. Một năm mới lại về, dẫu cuộc sống của người dân vẫn còn những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng không khí đón năm mới vẫn diễn ra thật nhộn nhịp. Mọi người vẫn không quên dành thời gian để tìm kiếm cho mình những niềm vui riêng, gửi những lời chúc đầu năm với hy vọng một năm tràn đầy thành công và hạnh phúc. Mong rằng Thủ Dầu Một sẽ tạo bước đột phá, đạt thành quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ trong năm mới, năm Tân Sửu 2021. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng và trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn như trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Dù xuân nơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, dù hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhạt trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui.